Dung chạy lại đỡ bó củi cho học trò. Thưa cô, em hình đang ở FM nhà máy bác. Em con này chỉ 90 à, trong này bắt được có 2 kênh. Rồi, mai em đi học và sẽ ở lại cùng các thầy cô nhé. Tiếng nghe ống nhà em xa, lại mùa mưa nữa, rất bất tiện. Nhưng cha mẹ em, cô sẽ nói chuyện này nhé. Như vậy, cho nên là Triều Lê là nông nghiệp thịnh vượng, lấy là canh nông nghiệp. Mà nó mang cái chuyện bất ngờ Hinh òa khóc, gỡ tay cô giáo chạy vào nhà. Trời, tiếng đã. Thì ra mẹ em bỏ đi. Cái này cha nghe em buồn bã rụng trẻ luôn á. Còn mẹ em ha. Hai cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.